Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Một trận mưa lớn kéo dài 12 tiếng bắt đầu từ đêm 20 tháng 4 đến sáng 21 tháng 4 đã bao phủ 4 địa phương ở phía Bắc và trung phần tỉnh Quảng Đông gồm Triều Khánh, Thiều Quang, Thanh Viễn và Giang Môn. Chính quyền địa phương đã sơ tán khoảng 20.000 người tại Thanh Viễn, trong khi hạ tầng điện lực ở Triệu Khánh bị hư hại. Mạng xã hội Weibo của Trung Quốc xuất hiện một số bài đăng cầu cứu mô tả ngoài ô Triệu Khánh đã chìm trong nước, còn người già và trẻ em bất lực vì không có điện hay sóng điện thoại. Nhiều trạm thủy văn trong tỉnh Quảng Đông ghi nhận mực nước liên tục dâng cao. Đến 8 giờ sáng 21 tháng 4, ít nhất 27 trạm thủy văn của tỉnh đã trong tình trạng báo động. Tại thủ phủ Quảng Châu, thành phố với hơn 18 triệu dân, hồ trữ nước đã đạt giới hạn xả lũ. Bộ nguồn nước Trung Quốc cảnh báo lũ trên diện rộng có thể xuất hiện trong lưu vực Bắc Giang và đã nâng mức khuyến cáo an toàn. Theo Reuters, khu vực chịu ảnh hưởng lũ lụt lần này của Trung Quốc có hơn 127 triệu dân. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết rằng các nhà chức trách đã phân bổ thiết bị kỹ thuật để kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê điều bờ kè ở tỉnh Quảng Đông và chuẩn bị các biện pháp cứu trợ và kiểm soát lũ lụt. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng đã kêu gọi các nhóm công tác của mình ở Thiệu Quang và Thanh Nguyên trong khu vực này hỗ trợ và hướng dẫn công tác ứng phó với lũ lụt. Ngoài ra, Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp, trong đó cấp 1 là mức ứng phó nghiêm trọng nhất, khẩn cấp nhất. Theo đó, Cơ quan Cứu trợ Hàng Hán và Kiểm soát Lũ lụt Nhà nước đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp độ 4, đối với lũ lụt có thể xảy ra ở Quảng Đông, Quảng Tây và Giang Tây. Theo dự báo thời tiết mới nhất của Trung Quốc, Mưa lớn hơn sẽ đổ bộ khắp Quảng Đông trong 3 ngày tới, trong đó miền Bắc Quảng Đông bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại miền Trung và miền Bắc Quảng Đông, Đông Bắc Quảng Tây và phía Nam Giang Tây, lượng mưa tích lũy trong tháng được dự báo sẽ đạt 150 đến 300 mm và vượt 400 mm ở một số khu vực. Sở Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Đông kêu gọi các đơn vị làm hết sức mình để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản cho người dân. Mưa lớn gây ngập úng và sạt lở đất nghiêm trọng buộc một số dịch vụ tàu hỏa phải tạm dừng và một số đường cao tốc phải đóng cửa vào cuối tuần qua. Thời tiết ẩm ướt cũng khiến hàng chục chuyến bay tại sân bay quốc tế Bạch Vân ở Quảng Châu bị chậm trễ. Ngọn núi lửa Roang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia, phun trào nhiều đợt dữ dội những ngày qua, ảnh hưởng đến cả ngành du lịch của tỉnh này. Một sân bay quốc tế tiếp tục phải đóng cửa để tránh cho bụi từ núi lửa. Núi lửa Ruang tiếp tục được đặt trong tình trạng báo động mức cao nhất sau khi liên tiếp phun trào, tạo ra các cột cho bụi nóng có lúc cao hơn 3.000m từ hôm 16 tháng 4 đến nay. Hôm 19 tháng 4, một quan chức địa phương cho biết hơn 6.000 cư dân trên đảo Tagu Lan Giang lần cận, nơi sinh sống của khoảng 20.000 người đã được sơ tán ra ngoài khu vực cấm. Trước đó, Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia có tên viết tắt là BNPB đã ra lệnh cho hơn 11.000 cư dân sống quanh núi Loang sơ tán khỏi nhà sau khi cường độ phun trào của núi lửa này gia tăng. Hải quân Indonesia đã điều động tàu sơ tán được hơn 500 người đến thành phố Bitung, phía đông bắc đảo Sulawesi, cách thủ phủ Manado của tỉnh khoảng 50 km. Hàng nghìn người khác tự sơ tán bằng thuyền phà, đi bộ hoặc sử dụng ô tô, xe máy. Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Indonesia, hay còn gọi là Basamat, đã tăng cường lực lượng để tiếp tục nỗ lực sơ tán, cứu trợ hàng ngàn người dân chịu ảnh hưởng từ núi lửa phun trào. Ngày 21 tháng 4, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, đánh giá việc núi lửa Roang tỉnh giấc đã khiến nhiều chuyến bay đến và đi ở Bắc Sulawesi bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến lượng du khách tới nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh này, gồm đảo Bunaken, và vùng biển đảo Likupang, một trong năm điểm đến du lịch siêu ưu tiên của Indonesia. Ít nhất, hai sự kiện quốc tế dự kiến diễn ra ở Bắc Sulawesi cũng đã bị hoãn. Điều này chắc chắn làm giảm tỷ lệ lấp đầy phòng của các khách sạn và ảnh hưởng tới các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa địa phương. Theo Bộ trưởng Sandiaga Uno, chính phủ Indonesia cam kết hỗ trợ cho các nỗ lực khôi phục, tăng cường quảng bá thúc đẩy trở lại ngành du lịch tỉnh Bắc Sulawesi sau các vụ phun trào núi lửa. Do cho bụi núi lửa Roang bao trùm phần lớn không phận tỉnh Bắc Sulawesi, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Sam Ratulang ở Manado, thủ phủ tỉnh Bắc Sulawesi đã bị hủy bỏ những ngày qua. Hơn 10.000 hành khách chịu ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn hàng không, cơ quan điều hành sân bay quốc tế Sam Ratulang quyết định tiếp tục đóng cửa sân bay này ít nhất đến hết ngày 22 tháng 4. Cơ quan chức năng Indonesia cảnh báo các vụ phun trào lớn tại núi lửa Roang có thể tiếp diễn trong những ngày tới cao 725 m so với mực nước biển. Núi lửa Roang là một trong những núi lửa hoạt động mạnh ở Indonesia, nằm cách thủ phủ Manado của tỉnh Bắc Sulawesi khoảng 100 km. Trong thời gian từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Núi lửa và Điện chất Indonesia, hay còn gọi là PVMBG, ghi nhận khoảng 1.439 trận động đất núi lửa sâu, 569 trận động đất núi lửa nông và 6 trận động đất kiến tạo cục bộ ở núi lửa Roang. Cùng với núi lửa Roang, cơ quan địa chất Indonesia cũng đang giám sát chặt chẽ hoạt động của các ngọn núi lửa Agu, Karangetang gần đó. Theo các chuyên gia, cho bụi núi lửa lan rộng đe dọa an toàn hàng không vì có thể xâm nhập vào cabin và động cơ máy bay, cản trở hệ thống giám sát tốc độ bay và các hệ thống điện tử, định vị, làm đường băng trơn trượt gây nguy hiểm cho quá trình cất cánh hoặc hạ cánh nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, Indonesia thường xuyên hứng chịu các vụ động đất và núi lửa phun trào. Indonesia cũng là một trong những quốc gia có số lượng núi lửa đang hoạt động nhiều nhất trên thế giới. Theo thống kê của Cục Quản lý Đề điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, mưa dông, lốc và mưa đá tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa, trong hai ngày 17 và 18 tháng 4 đã khiến hai người mất tích, hơn 5.300 ngôi nhà hư hỏng. Theo đó, hai người mất tích tại Lai Châu, cụ thể vào khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 4, tại xã Nầm Mạ, huyện Sinh Hồ, tỉnh Lai Châu, xảy ra mưa lớn kèm gió lốc xoáy đã làm lật thuyền do anh Phàng A Công, sinh năm 1994, trú tại bản Dền Thàng, xã Nầm Cha điều khiển, trên thuyền chở theo bốn người. Khi bị nạn, thuyền đang trên đường di chuyển từ lối rẽ sông Đà về bến Dền Thàng, xã Nầm Cha, thuộc vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La, lốc xoáy mạnh, làm lật thuyền, 5 người rơi xuống sông. Anh Phạm A Công đã cứu được hai người, hai người còn lại rơi xuống sông, mất tích. Ngoài ra, dòng lốc khiến 5.348 ngôi nhà đổ sập tốc mái. Tại Sơn La, 14 ngôi nhà, Lai Châu 140, Lào Cai 113, Hà Giang 1732, Tuyên Quang 182, Cao Bằng 2412, Bắc Cạn 576, Thanh Hóa là 179

26 trường học, điểm trường tốc mái hư hỏng, Lai Châu 2, Hà Giang 17, Cao Bằng 4, Bắc Cạn 1, Thanh Hóa 2. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định đời sống. Ngoài ra, gió giật mạnh còn ảnh hưởng tới một số công trình hạ tầng như nhà văn hóa, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, xưởng sản xuất tinh dầu quế tại hai huyện Bảo Yên và Bắc Hà ước tổng thiệt hại của đợt mưa dông vào gần 3 tỷ đồng. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt mưa dông là do miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu vào giữa tháng 4. Sáng 22 tháng 4, ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Sương, Thanh Hóa cho biết, vào lúc 1 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2024, tàu cá của ông Hoàng Văn San, sinh năm 1979, trú tại thôn Điền, xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương, đang di chuyển trên vùng biển Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh, thì bị lốc tố đánh chìm hoàn toàn tàu. Tàu của ông Hoàng Văn San mang số hiệu TH90088TS, công suất 300 CV, chiều dài 16,7 m Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu TH90088TS có 8 thuyền viên. Khi tàu chìm, các thuyền viên đã bám vào phao cứu sinh chờ lực lượng cứu hộ. Ông Nguyễn Huy Nam thông tin cho biết, đến 8 giờ sáng ngày 22 tháng 4 năm 2024, lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 thuyền viên, 4 thuyền viên còn lại đang được lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm. Danh sách 4 thuyền viên đang mất tích: Hoàng Văn San, sinh năm 1979 ở thôn Điền, Hoàng Văn Ninh, sinh năm 1989 ở thôn Thanh. Trần Văn Thiết, sinh năm 1982 ở thôn Trung, Triệu Văn Thiệu, sinh năm 1983 ở thôn Tiến, đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương. Bốn thuyền viên được cứu sống gồm Dương Văn Hòa, sinh năm 1982 ở thôn Điền, Vũ Văn Hải, sinh năm 1989 ở thôn Trung, Ngô Văn Cẩn, 1990 ở thôn Bắc, Trần Văn Đông, sinh năm 1989 ở thôn Tiến, đều ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương ông nam cho biết thêm ủy ban nhân dân huyện quảng sương và ủy ban nhân dân xã quảng nham đang phối hợp với lực lượng biên phòng quảng nham chấn an gia đình có tàu bị nạn và huy động lực lượng tàu bạn tham gia tìm kiếm cứu nạn bốn người còn lại huyện cũng đã có văn bản gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về vụ việc này